Mình chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình. Hôm nay là mình cũng tiếp tục đi ngoài vườn nha các bạn. Đi kiếm vòng vòng vườn có gì mình nấu được không? Trời này nắng nôi quá. Đi ra vườn cho nó mát mẻ thôi. Giờ mình đi xung quanh vòng trong vườn của mình thử coi có cái gì để mình nấu ăn được không? Bạn theo chân mình nha, chợ vườn mình sao nghe nó sơ sát cái gì ta, không có cái gì mà cái trái cái gì lạ lạ hay gì ta. Ủa? Mình kiếm cái gì mình nấu mà không thấy ta, cái gì vậy? Để coi mình đi đây có cái gì không, có gì lạ không. Vườn tới trên đây luôn rồi mà mình không thấy cái gì hết vậy. Wow, không nghe trống lỏng vậy, chắc mất bọc các bạn ơi. Cười lên đây. Wow, rồi mình phát hiện ra một cái này rất là quen thuộc nha bạn. Mình xa xa đó là một cái nải chuối, cái bụi chuối. Đây ở xứ mình gọi là chú xiêm, có một số vùng gọi là chú xứ. Bây giờ mình sẽ làm một cái món mà mình chưa từng làm luôn. Chú xiêm nấu, thường thường người ta nấu là nấu chín, chú chín người ta mới nấu, còn mình bây giờ mình nấu sống luôn. Bây giờ mình sẽ đốn cái bùn chuối này. Rồi mình đã đặt, mình đã chặt xong cái bùn chuối này. Bây giờ mình sẽ nói chung là giữa vườn mênh mông hiu quạnh như này sẽ không có nước sập để cho mình sử dụng nước mình nấu. Bây giờ mình xung quanh mình đây nè, các bạn thấy dừa nhất luôn. Bây giờ mình sẽ bẻ một cái dừa, mình sẽ nấu bằng nước dừa. Tóm lại là mình sẽ nấu một cái món là chuối xiêm nấu nước dừa nha các bạn. Ở quê mình thì mình thích làm gì mình làm đó rồi. Nếu các bạn thích thì các bạn hãy ủng hộ kênh cho mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây là các bạn, đây là cái cây dừa. Cây dừa mà mình thích bẻ. Nó lùn chủng. Có thể mình đứng bẻ được các bạn. Đó. Cái dừa này mình làm. Đây là cái dừa, cái cây dừa của mình đây, nó rất là lùng nhưng mà nó có trái rất là nhiều nha các bạn. Tất cả mình đã chuẩn bị xong, dừa có chuối có, mình sẽ tiến hành nấu nha các bạn. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ lọc chuối ra, bây giờ nấu ít giá thôi. Đầu tiên là mình sẽ lọc những cái chuối, là chuối này ra. Cắt lọc đơn giản, bạn cắt hai đầu, bạn dẻ. Bạn lọc thôi. Xong thì mình đã chuẩn bị xong rồi.
Sau khi mình lọt được nhiêu chuối rồi mình sẽ tiến hành nấu nha các bạn. Đây mình đã đổ nước dừa vô nha các bạn, bây giờ mình sẽ lấy cái bếp ga thần thánh của mình ra nấu nha các bạn. Đây là cái bếp ga thần thánh của mình đây. Nó chỉ có bên đó thôi. Rồi bây giờ mình chờ nó chín là mình ăn thôi các bạn. Wow. Đây là cái món cái dừa nạo mà không có cái món nào mà ngon bằng này nữa nha các bạn. Nhưng mà cũng không ai không có mấy người được ăn đâu nha, tại vì mình ở quê mà dừa mình ăn được thì thôi. Ngon quá. Thơm quá các bạn ơi, cái mùi nước dừa nó lên thơm quá. Sau khi mình nấu khoảng 20 phút rồi các bạn, thì nó sắp chín rồi các bạn. Như vậy mình cũng ăn được, nhưng mà mình muốn ngon á, mình nấu cho sắc xuống luôn, tại vì nước dừa nấu cho sắc xuống luôn là nó sẽ kẹo lại, nó rất là ngon nha các bạn. Vậy bây giờ mình sẽ nấu thêm một lát cho nó cạn xuống nha các bạn. Ồ, nhìn thấy hấp dẫn quá. Các bạn nấu sắc xuống nó sẽ lên màu, cái màu rất là đẹp. Quá thơm à. Các bạn, nó đã chín rồi các bạn. Bây giờ mình muốn biết nó chín hay không thì mình cứ lấy chiếc đũa mình thử, mình xem ghim thử coi nó có lửng hay không. Đây, bây giờ là đã chín rồi các bạn. Mình nó thì đúng ra mình phải nấu cho nó cạn xuống, nhưng là do mình muốn tiết kiệm thời gian cho mình nấu chỉ như thế này thôi. Nó chín rồi là mình ăn được rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành ăn thử cái mùi vị cũng như là cái độ ngon nó như thế nào các bạn. Mình ra này cũng hết luôn rồi các bạn. Mình tiến hành tắt bếp. Xong rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Đây. Mời các bạn. Chuối xiêm ngà chầm. Nấu với nước dừa ngà chầm. Thơm ngon mời bạn ăn nhé. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ăn nha các bạn. Nắm cũng nhanh
quá ngon. Chuối bùi bùi, nước dừa ngọt. Vậy là cái video mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn thích video này thì các bạn hãy vui lòng bình luận, đăng ký kênh và để theo dõi mình những video tiếp theo nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye các bạn. Tạm biệt.